Chương 9: Thử thách trong đền thờ. Ấu nữ anh thư Maria cần phải được đau khổ làm cho nên hoàn thiện và phú quý. Thiên Chúa ân cần phán dạy để chuẩn bị cho mẹ chịu đau khổ như sau: Con cha, cha yêu con bằng một tình yêu vô cùng. Cha muốn con có những gì đẹp mắt cha nhất. Con hãy nhận biết rõ kho tàng ẩn chứa trong những đau khổ mà người đời mù tối thường gây sợ. Khi nào con cha mặc tính loài người, Ngài sẽ đem cả giáo thuyết cùng gương sáng dạy cho loài người con đường khổ giá. Ngài sẽ để thánh giá lại làm kỹ phần cho mọi người cha tuyển chọn. Thế nên cha cũng muốn con chuẩn bị chịu đau khổ vì yêu cha. Đáp lại lời mời gọi đó, đức nữ vô địch Maria tỏ ra một khí quả cảm vượt trên khí quả cảm của hết mọi đấng tử đạo. Mẹ thưa lên Chúa: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua con đã hiến dâng cho thánh ý Chúa tất cả con người con, năng lực con, đời sống con, để Chúa làm trọn mọi sự trong con tùy theo đức khôn ngoan và lòng lành vô cùng Chúa. Nhưng nếu Chúa cho phép con được tự chọn lấy số phận, con chỉ muốn được chịu đau khổ vì yêu mến Chúa cho đến chết. Con nài xin Chúa làm cho nữ tỳ Chúa đây được nên của lễ toàn thiêu nhẫn nhục đẹp lòng Chúa. Chung tất cả mọi thụ tạo gồm lại cũng không phải cảm tạ Chúa như một mình con. Thế mà con lại bất lực, không thể cảm tạ lòng khoan dung của Chúa như con mong ước được. Nhưng nếu những đau khổ con sẽ chịu vì Chúa bù lại được chút nào, lạy Chúa, con xin cho mọi đau cực phiền khổ của cái chết đổ xuống trên con. Con chỉ xin sắp mình xuống trước ngay Chúa. Này xin Chúa đừng lìa bỏ con, xin nên sức nâng đỡ con. Thiên Chúa đáp: Cha sẵn sàng chấp nhận những ước muốn rất đẹp lòng cha. Vậy để bắt đầu thực hiện những ước muốn ấy, cha báo tin cho con biết rằng thân phụ của con sắp tới ngày mãn phần. Nhưng thân phụ con sẽ xuống u ngục ngay với các vị thánh khác. Tin đó không hề gây xao xuyến cho tâm hồn đại đảm của đức nữ hoàng thiên quốc. Nhưng một thử thách khác khổ não hơn sắp sửa đâm thủng tâm hồn mẹ. Cho tới bây giờ, mẹ vẫn được hưởng những nâng niu khoái lạc của Thiên Chúa, của cha mẹ và của cô giáo trong đền thờ. Giờ đây mẹ phải mất hết những ngọt ngào ấy để tiến cao trong khoa học đau khổ thực hành. Nỗi phiền sầu đầu tiên mẹ phải chịu là không được thị kiến thấy Thiên Chúa và cả thiên thần nữa. Bất thình lình, mẹ phải rơi vào một đêm tối tăm. Mẹ cho rằng vì mình phong ân mà phải mất những ánh sáng trời cao vẫn soi cho mẹ. Tình yêu phiền não của mẹ thốt lên với Chúa: Lạy Thiên Chúa cao cả, là chủ tể mọi thụ tạo, con thú nhận rằng một thụ tạo hèn hạ như con đây chẳng đáng được Chúa nuông chiều. Nếu con đã bội bạc và hèn nhát mà làm cho mặt trời sự sống của con khuất dạng, xin Chúa nhân từ thương xót vô cùng đối thương cho con biết con đã phạm lỗi lầm nào. Nếu vì dốt nát mà con không chu toàn được những việc đẹp lòng Chúa nhất, con xin sắp mình xuống hợp nhất với bụi tro để xin Chúa vui lòng nâng con dậy khỏi cảnh khốn cùng trơ trọi của con. Linh hồn con hao mòn vì cay đắng khuất mặt Chúa, con không tìm được một xoa dịu nào trong nỗi khổ cực ấy. Nếu Chúa bỏ rơi con sẽ đi đâu? Ôi sự sống êm dịu của con, không có Chúa ai an ủi được con, ai giữ con khỏi rơi vào cõi chết. Mẹ cũng giải tỏ niềm đau của mẹ với các thiên thần: Hỡi các sứ thần thiên quốc, các bạn thân trung tín của linh hồn tôi, sao các bạn bỏ rơi tôi? Sao các bạn lại không cho tôi nhìn thấy những êm thú của các bạn nữa? À,
Mà sao tôi lại ngạc nhiên vì các bạn xa lìa tôi, trong khi kính đấng sáng tạo của chúng ta cũng xa lìa tôi? Tôi đã phạm lỗi lầm nào rồi? Xin các bạn soi sáng cho. Tôi dốt nát ngu muội quá. Nếu tôi đã lỡ cách nào, xin các bạn sửa dạy cho. Xin các bạn cầu Chúa tha thứ cho tôi. Xin hãy thương đến nỗi khốn cực của tôi. Xin nói cho tôi biết tôi phải tìm Chúa ở đâu. Thương ơi, các bạn tử tế như vậy, sao không trả lời cho tôi? Cả đến mọi thụ tạo khác, mẹ cũng than phiền với chúng. Mẹ cho là vì mẹ bội bạc mà mọi thụ tạo đều chống lại mẹ. Nhìn nhận mình là kẻ khốn nạn ti tiện nhất, mẹ không đi tìm an ủi nơi chúng, mặc dầu nhờ chúng mà mẹ nhận biết có đấng sáng tạo. Nào trời cao thăm thẳm, đất rộng mênh mang, trời trăng chói sáng, muôn sao vằng vặc, biển rộng sông dài, núi cao lũng thấp. Nào chim trời cá nước, muôn thú rừng sâu. Nào cỏ cây hoa lá, thực vật muôn quả. Nào trời đất vạn vật, bốn mùa thời tiết, bão tố sương sa mưa gió. Tất cả mẹ đều nhìn thấy chúng có một hòa điệu lạ lùng, nâng trí năng con người lên tới Thiên Chúa. Nhưng chúng quá vô tình, không an ủi được niềm đau của mẹ. Chỉ có một mình Thiên Chúa, đấng rất yêu dấu của lòng mẹ. Chỉ có một mình Ngài là chủ tể tối cao của mẹ. Mẹ phải đi tìm Ngài. Nhưng tìm ở đâu? Nhìn thấy Ngài ở đâu? Mẹ muốn chết đi để được thấy Ngài. Mẹ bộc bạch tâm sự não nề của mẹ, thấy rằng không thể có một đau khổ nào sánh được với đau khổ mẹ chịu khi ấy. Mẹ đã than vãn như vậy biết bao lần, hòa vào lời than ấy biết bao nước mắt. Mẹ còn tấm bé mà đã có những nhân đức cao vời như vậy, nên các thiên thần hoan hô thán phục, Thiên Chúa rất tỏa lòng. Trong cơn gian nan ấy, mẹ hằng khiêm nhượng, nhẫn nại và nhiệt thành đi tìm Chúa. Chúa ban xuống cho tình yêu của mẹ không biết bao nhiêu lửa mến mà mẹ không biết, hầu mẹ yêu mến Ngài hơn, tìm kiếm Ngài hơn với những công nghiệp luôn luôn tăng bội hơn. Cơn thử thách này không lâu, nhưng mẹ đã chịu đựng nó trong dằn vặt thiêng liêng hơn tất cả các thánh. Với thử thách đó, Chúa quan phòng đã chuẩn bị cho mẹ mạnh mẽ để chiến thắng một trận khác do rắn già hỏa ngục bày ra. Thật vậy, Satan với cặp mắt hờn giận vẫn dõi theo cuộc tiến bộ thánh thiện của mẹ. Nó đã triệu tập một đại hội những tên quỷ hung dữ nhất trong hỏa ngục, tiết lộ mối lo sợ của nó. Đó là có lẽ Đức Maria là người nữ mà Thiên Chúa đã tỏ cho nó thấy ngày trước, và đe rằng người sẽ đạp đầu nó. Nó thú nhận rằng người làm cho nó rất kinh hoảng. Nó căm giận, muốn giết người đi cho rồi. Nhiều phương pháp xảo trá được các quỷ dữ đem ra thảo luận trong đại hội. Sau cuộc âm mưu nham hiểm ấy, chúng kéo nhau lên tấn công đô thành Thiên Chúa là Đức Nữ Maria. Vẫn theo thói thường của chúng, Lucifer chỉ huy cuộc tấn công này, và nó là tên tấn công trước hết. Rồi sau đó cả bọn chúng mới đồng loạt xung phong. Lúc mẹ Maria còn đang chìm ngập trong đau khổ vì vắng mặt Thiên Chúa, bỗng mẹ cảm thấy bị những cám dỗ rất lạ xông đánh, muốn lôi kéo mẹ rất xa khỏi những tư tưởng thánh đức cao cả tuyệt vời khôn tả của mẹ. Không thể hiểu được tâm hồn rất trong trắng của mẹ phải khổ sở vì chút quái ấy đến đâu. Rắn già thấy mẹ sầu não khóc lóc, nó vội kết luận rằng chút quỷ quyệt của nó đã tiến bộ. Nó vẫn mù tối kiêu căng và không biết được bí mật của trời. Nó khuyến khích thần hạ của nó: "Can đảm lên tướng sĩ, đánh mạnh vào nó nữa đi. Con tiện tỳ này đã buồn khổ rồi, mà buồn khổ là đường đưa tới thất vọng." Thế là chúng quỷ lại hung hăng thêm, tăng bội những cuộc xông đánh vừa quỷ quyệt vừa hùng hổ. Nhưng tất cả đều uổng công. Người ta càng đập vào một viên đá cứng rắn, viên đá càng nảy lửa.
Mẹ Maria là một viên đá kiên cố với những nhân đức tuyệt vời, nên những đợt tấn công của quỷ dữ càng mạnh, càng làm bắn ra thêm những khối lửa tình yêu mến của Chúa rất nóng hổi. Vừa bị chói mắt, vừa bẻ mặt, vừa náo động, vừa căm giận, Satan thất vọng không thể thắng được một nữ nhi non nớt. Nó tìm cách hại đến mạng sống đức nữ, nhưng tất cả những cố gắng của nó đều nhào đổ tan tành trước một sức mạnh nhiệm màu đẩy lui. Tuy nhiên, vì bản tính nó kiêu ngạo nên Satan vẫn chưa chịu lùi. Nó xông lên một đợt nữa với những mưu kế vừa hiểm độc vừa hèn nhát hơn. Mánh khóe sâu độc ấy lại chẳng khác gì mánh khóe của một con kiến muốn đánh đổ một bức tường thành kim cương. Giữa những cám dỗ rất nhiều rất mạnh ấy, Mẹ Maria không hề mất bình tĩnh và thản nhiên. Linh hồn mẹ vẫn cố định trên những tầng trời cao thẳm, rút ra từ những kinh nguyện liên lỉ một sức kháng cự vô địch. Mẹ thưa lên với Chúa: "Ôi Thiên Chúa của con đang gặp cơn gian nan. Xin Chúa ở với con đang chịu những song đánh nặng nề. Xin Chúa cứu giúp con. Chúa là Chúa con, là cha con, là sức mạnh và là nơi con ẩn náu. Xin cứu con khỏi mối nguy hiểm này." Mẹ cũng nhớ lại những mầu nhiệm trong Thánh Kinh, nhất là những thánh vịnh nói về kẻ thù vô hình. Satan thắm bại trước những khí giới đó, bão tố lặng yên. Thiên Chúa cho phép như vậy vì Ngài muốn mẹ Maria đầy ơn phải chịu cám dỗ một cách mà không vấp phạm, cũng như con chí thánh của mẹ sẽ phải chịu sau này để treo cao bức gương trung tín cho dân mẹ. Mặt khác, Chúa rất hài lòng vì mẹ vững vàng và tiến cao trong tình yêu mến Chúa giữa muôn ngàn gian nan ấy. Nhưng Satan không sao nhẫn nhục được với cuộc thất bại vừa chịu. Nó lại bắt đầu lại môn xảo quyệt của nó qua trung gian những thiếu nữ đồng tu với mẹ để mưu hại mẹ. Nó nhóm lên trong lòng các cô một ngọn lửa ganh ghét căm hờn, đến nỗi các cô nhỏ đó đồng ý nhau hành hạ đức nữ Maria. Các cô súng nhau buông lời nặng nhẹ chê bai, nói xấu đức Maria đủ thứ. Cứ hễ gặp Maria là các cô xỉa sói chua cây. Các cô hồi nhau xử với mẹ rất tàn nhẫn, buộc tội cho mẹ là kẻ gây xáo trộn, kẻ giả hình, kẻ đưa điều, báo cáo toan hót với bề trên. Các cô nói thẳng vào mặt mẹ là trước mặt các cô, mẹ chỉ là một con quỷ con thôi. Trước những sỉ vả, bêu xíu đó, mẹ vẫn khiêm nhượng trả lời: "Các chị xử với em như vậy là phải lắm, em đúng là một kẻ hèn hạ nhất. Xin các chị tha cho em và chỉ bảo em để từ nay em làm vui lòng các chị hơn. Các chị đừng thôi thân ái với em rất muốn thân ái với các chị. Em vẫn tôn trọng, vẫn yêu thương các chị lắm. Các chị cứ ra lệnh cho em như tôi tới các chị, em xin vâng lời các chị tất cả." Những lời lành đó không uống mềm được cõi lòng chai đá của những cô nhỏ đáng thương kia. Bị rắn già hỏa ngục suối bẫy, tim nọc độc căm phẫn vào nó. Các cô dám mưu giết chết mẹ cho rảnh, nhưng Thiên Chúa không cho phép các cô thi hành những ý định đen tối dại dột đó. Tất cả những gì các cô bé ngây ngô đó có thể làm chỉ là sỉ vả mẹ. Gặp đâu sỉa sói đấy, tàn nhẫn tẩy chay đức nữ. Phần mẹ, đối với các cô, mẹ vẫn nhu mì thực hiện đức ái tới mức độ anh dũng lạ thường, lấy ơn trả oán, chúc phúc thay vì nguyền rủa, cầu nguyện thay phỉ báng, yêu thương thay hận thù. Công đức mẹ lập khi đó đã vượt xa trên công đức của các luyến thần nồng mến nhất. Nhưng chưa hết đâu, nhiều ngày sau, những cô nhỏ cuồng tín đáng thương ấy say niềm phẫn nộ kéo đức nữ nhi Maria vào một phòng kín đáo xa đền thờ nhất. Ở đó, nghĩ mình được hoàn toàn tự do,
Các cô tha hồ rủa xả, nhục mạ mẹ, cho thỏa mối hờn thâm gan tím ruột, mong làm cho mẹ hết nhẫn nại hiền từ, tỏ một vẻ tức giận nào ra cho khả. Nhưng không thể, mẹ Maria lại làm nô lệ cho một khuyết điểm nào, dầu một phút một giây, mẹ cứ nhẫn nhục vô địch. Vì lúc đó là lúc cần nhẫn nhục nhất. Nỗi tâm bành vì không đạt được mục đích quá nham hiểm ấy, các cô vừa xô vào đánh đập, vừa la lối ôm sòm. Tiếng ồn ào, mắng nhiếc vang tới tận đền thờ. Các cô giáo và tư tế bèn chạy đến ngay, hỏi xem duyên cớ. Thế là các cô đồng thanh lớn tiếng tố cáo Maria, đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ. Nào là con nhỏ Maria Nazareth rất khó nết, tính nó kỳ quặc, không ai chịu nổi. Nào là không thể chung sống với nó được, cứ hễ vắng mặt thầy là nó chửi bới chúng con. Nào là nó không lúc nào để chúng con yên tâm học hành, chỉ phá phách chọc nhạo mọi người. Nào là nó kiêu căng hốm hỉnh, phách lối làm tàn. Có trách bảo nó lại lên mặt bà cụ non, sắp mình xuống đất, giả bộ khiêm nhượng xin lỗi. Nhưng rồi chứng nào tật ấy. Nào là con quỷ con Maria còn đưa điều, ăn không nói có, làm rộn chúng con, không còn ai tin ai nữa. Thôi thì đủ thứ tội mà các cô có thể tưởng tượng ra. Lời các cô quả quyết làm cho các tư tế bị lừa. Các ông dẫn mẹ vào một căn phòng gần đó, quở trách và đe đuổi mẹ ra khỏi đền thờ nếu không chịu sửa mình. Cảm động ra nước mắt, mẹ trả lời, kính thưa các thầy, con xin cảm ơn các thầy đã sửa mắng con. Con yếu đuối quá, xin các thầy tha cho con. Xin các thầy chỉ bảo cho con biết cách từ nay làm đẹp lòng Chúa và chị em con hơn. Các tư tế còn quở trách mẹ ít điều nữa, rồi cho mẹ đi. Mẹ đến gặp các bạn, sắp mình xuống dưới chân họ, khóc lóc xin họ tha thứ. Họ cũng tiếp nhận mẹ một cách hiền hòa hơn. Ngờ là mẹ khóc vì phải phạt, vì bị thầy cô trách mắng. Họ tự thích thú vì đánh lừa được cả thầy cô. Con rồng hỏa ngục đã âm mưu tạo nên tấn kịch bỉ ổi đó, lại khiêu thêm lòng kiêu hãnh của những cô nhỏ không kinh nghiệm. Nó thúc đẩy tâm hồn bất cẩn của các cô liều lĩnh hơn nữa. Tưởng mình đã gây được ảnh hưởng nơi các tư tế, các cô tiếp tục cố gắng nghĩ mưu mô hủy diệt tâm tình ưu ái của thầy cô từng có đối với đức trinh nữ Maria. Do mưu quỷ lừa dối, các cô ngụy tạo nhiều chứng cớ gian manh để làm các tư tế và các cô giáo quở phạt mẹ nhiều lần hơn nữa. Nhưng điều làm cho mẹ phiền não tê tái là cứ tiếp tục vắng mặt Chúa mãi. Mẹ tăng bội lời than van cầu nguyện xin Chúa cho gặp lại Ngài. Lạy Chúa là cha con, là sự thiện tuyệt đối của con. Con không bỡ ngỡ gì vì các thụ tạo cũng ghét bỏ con, khi Chúa đã không cho con thấy Chúa như thế này. Thật con đã quá bội bạc, nên con còn đáng chịu nhịn thế nữa. Nhưng con vẫn nhìn nhận Chúa là nơi nương náu, là kho tàng, là an ủi của con. Xin cho con được đau đớn đền bù tất cả những quên sót khi Chúa vắng mặt. Xin Chúa rộng thương ban thưởng cho thụ tạo vì ân lành chúng làm cho con, buộc con phải luôn luôn nhận biết lòng Chúa nhân từ và sự thấp hèn của con hơn nữa. Xin Chúa thương xót con là kẻ thấp hèn hơn hết mọi thụ tạo, cho con lại được nhìn thấy Chúa. Mặc dầu Thiên Chúa làm ngơ trước những lời than van êm dịu đó, nhưng Ngài rất thỏa lòng vì những nhân đức phấn khích những lời than van ấy và vì lợi ích mẹ được qua chúng. Chính vì lý do đó mà Chúa vẫn để mẹ phải chịu chị em ngấm ngầm quấy nhiễu mãi, hầu mẹ nên mới mẻ như một chim phượng hoàng lộng lẫy ngay trong bụi tro khiêm nhượng. Và tâm hồn rất yêu đương, tâm trí rất trong sáng của mẹ tái sinh trong một hữu thể mới, một tình trạng ân sủng mới. Đến lúc Chúa định cho ngưng lại, Ngài đã tỏ cho Thượng tế Simeon và nữ tiên tri Anna biết trong một kim bao: Maria nữ tỳ của ta
là người rất đẹp lòng ta. Người là một thiếu nữ hoàn thiện, không có một lỗi lầm nào chỉ em người tố cáo cả. Sáng hôm sau, Thượng tế Simeon và nữ tiên tri Anna vội vã gặp nhau, báo cho nhau biết về ơn soi sáng đã được, và gọi đức nữ Maria đến. Hai vị xin lỗi mẹ vì đã quá tin lời các trẻ vu khống mẹ. Hai vị chỉ cho mẹ những cách để mẹ khỏi bị các nhỏ bạn quấy rầy. Nhưng mẹ khiêm nhượng trả lời hai vị rằng chính mẹ mới là người phải được sửa dạy. Mẹ vui thích vì được làm bạn với họ, rằng mẹ đã làm cho họ phải chịu đựng quá nhiều, nên mẹ ước ao luôn luôn được phục vụ họ, rằng mẹ luôn sẵn sàng vâng phục hai vị. Sau cùng, mẹ xin hai vị ban phép lành cho và được hôn tay hai vị như thường lệ. Từ ngày đó, hai vị thánh ấy càng tôn trọng mẹ hơn trước, nhưng như một dòng nước trong sạch quyến rũ giác quan và ước muốn người khác nước, những đau khổ mới cũng quyến rũ tâm hồn và khát vọng của mẹ như vậy. Mẹ e sợ phải mất kho tàng đau khổ quý giá, kho tàng mà trái tim bừng cháy tình yêu mẹ hằng mong ngóng hiểu hôn. Lúc được ở cô tịch trong phòng vắng, mẹ thưa cùng Chúa: sao Chúa chí ái nghiêm nghị với con mãi như vậy? Sao Chúa lại đuổi xa những đau khổ nhỏ mọn con chịu vì Chúa? Những đau khổ ủi an con rất nhiều vì không được nhìn thấy Chúa. Nếu không có niềm an ủi này, làm sao con có thể sống trong phiền sầu vì vắng mặt Chúa được? Nhưng xin Chúa hãy trọn thánh ý Chúa, đừng theo ý con. Các tư tế và cô giáo đã được giác ngộ, không còn tin lời vu khống của các nhi nữ, nên các cô nhỏ ấy dần dần bỏ cuộc, không bắt nạt mẹ nữa. Thiên Chúa cũng làm cho tính khí hung hăng của họ dịu xuống và cấm Satan ghen hờn xúi bẩy họ thêm. Nhưng một điều rất lạ lùng là Chúa kéo dài sự vắng mặt của Ngài đối với mẹ trong 10 năm trời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Ngài cũng xuất hiện chóng vánh để thêm sức cho mẹ trong gian nan mẹ gặp. Chúa làm như vậy để tăng trưởng lòng yêu trong trắng nhiệt nồng của mẹ đối với Ngài, cũng như tăng thêm công nghiệp cho mẹ. Trong thời gian vắng mặt Chúa ấy, mẹ đã được nhiều ơn phúc, nhiều ánh sáng siêu nhiên hơn toàn thể các thần thánh. Các thiên thần cũng không hiện ra nữa, mà cả các thị kiến cũng được ngưng lại. Mẹ phải chịu sự vắng mặt Chúa và thiên thần này 8 ngày trước khi Thánh Gioa-kim giả thế, tức hồi mẹ lên 3 tuổi rưỡi, cho tới khi mẹ tới tuổi 12, tức là tới khi thân mẫu của mẹ qua đời, tính ra là 10 năm. Lời mẹ huấn dụ: hỡi con hãy tin thật rằng thụ tạo phải chịu đau khổ mà không phạm tội, hay không phải vì đã phạm tội. Đó là một ân huệ Chúa nhân từ thương ban. Thế nên, những ai chạy trốn đau khổ để chỉ tìm khoái lạc, họ thật điên dại biết mấy. Vàng không chịu nung, sắt không chịu giũa, lúa không chịu xay, nho không chịu ép, thật vô dụng. Xã hội chẳng lợi dụng nó được chút gì, nó không đạt được mục đích Chúa đã sáng tạo nên cho nó. Con người giàu có vô tội cũng chẳng xứng đáng chiếm hữu Thiên Chúa, lại muốn đạt được hạnh phúc ấy khi đã vướng mắc biết bao vết nhơ gốm ghiếc mà không chịu đau khổ thanh luyện sao được? Đau khổ là giá cần thiết để mua sắm vinh quang đời đời, và là đuốc soi cho biết trần gian lầm lạc lừa dối. Con chí thánh mẹ đã chọn số phận đau khổ cho Ngài và cho những người ưu tuyển. Vậy các con hãy vui lên khi Chúa đối thương gửi đau khổ đến cho các con. Đó là những bảo đảm tốt nhất của lòng Ngài yêu các con đấy. Chỉ một mình Thiên Chúa mới là sự thiện thật của con người. Càng nhận biết Ngài, càng yêu mến Ngài. Con hãy suy nghĩ về nỗi khổ mẹ cảm nghiệm được khi mẹ không được nhìn thấy thánh nhan Chúa và e ngại phải mất Ngài. Nỗi đau pháp phỏng đó và sức mạnh tình yêu của mẹ có thể làm mẹ kết được
nếu Chúa không gìn giữ mẹ. Hỡi con, những kẻ thù vô hình muốn cướp con khỏi tay Chúa đang bao bọc con. Con hãy tỉnh thức mà chiến đấu. Nếu Chúa giấu nhan Ngài, con hãy vội vã đi tìm Ngài và nhẫn nại chờ đợi cho tới khi Ngài trở lại. Lúc đã tìm thấy Ngài, con hãy tích trữ lòng yêu mến Ngài để phòng cơn thử thách khác. Sau cùng, hỡi con, nhân dịp mẹ cho con thấy những đau khổ mẹ chịu vì bị chị em hành hạ trong đền thờ, mẹ muốn con sẵn sàng vui tươi đón nhận mọi bách hại vu khống của thụ tạo. Khi Chúa quan phòng ban cho con ân huệ ấy, những kẻ bị hư mất, những kẻ nô lệ, tật kiêu ngạo, mù quáng, không thể nhìn thấy kho tàng dấu ẩn trong đau khổ và trong sự thứ tha sỉ nhục phải chịu đâu, chúng còn hãnh diện vì báo thù được. Báo thù, xét ngay về phương diện tự nhiên, cũng là một nét xấu đê tiện nhất, đen tối nhất, vì nó tương phản với tình thương và lý trí. Nếu lại xét về huấn điều đức tin, nó còn đối nghịch biết chừng nào. Cho nên hỡi con, nếu vì yêu mến Chúa mà con chịu đau khổ và tha thứ sỉ nhục với một tâm hồn bình thản, Chúa sẽ bằng lòng với con hơn là nếu con tự chọn làm những việc khổ chế nghiêm ngặt, hơn là nếu con đổ máu vì Ngài nữa. Con hãy tỏ ra dễ thương, mềm mỏng, nhu hòa, yêu thương những người bắt bớ con. Nếu báo thù họ là con báo thù kính Thiên Chúa, vì Chúa dùng họ làm dụng cụ, do đó con hãy lấy ơn trả oán, yêu thương trả hận thù, ca tụng trả lăng mạ, chúc phúc trả nguyền rủa. Như vậy con sẽ cai trị được bản tính, thắng vượt ngoại ngục, xúc động được trái tim Thiên Chúa. Con sẽ lên tới bậc thánh thiện cao nhất. Sau cùng, con sẽ bắt chước mẹ. Khi có ai nổi giận, mẹ đã không hề giận lại họ. Mẹ không nghỉ yên cho tới lúc làm hết sức để họ được sống đời đời, hầu thưởng công họ vì ơn họ đã làm cho mẹ. Chương 10. Chịu tang trong đền thờ. Ở chương trên ta đã thấy, khi mẹ mới dâng mình trong đền thờ được 6 tháng, Chúa báo tin cho mẹ biết thân phụ của mẹ sắp qua đời. Mẹ nhận tin ấy với một tâm hồn nhẫn nại, bình thản hoàn toàn. Nhưng vì tình yêu cha mẹ là một món nợ tự nhiên, nên trong sâu thẳm linh hồn, mẹ cũng cảm thấy một niềm đau đớn. Đức Maria yêu mến cha mẹ cách rất hoàn hảo. Để trả món nợ vừa tự nhiên vừa ân sủng ấy, mẹ đã sốt sắng cầu xin Chúa cho cha già được qua đời an lành. Để được ơn ấy, mẹ dâng mình chịu hết mọi đau khổ Chúa muốn. Thiên Chúa vui nhận lời cầu xin của Đức Maria. Mẹ được báo tin trước 8 ngày và cả chờ Thánh Gioa-kim từ giả thế trần. Lúc đó mẹ ra lệnh cho 12 thiên thần đặt cách thừa ủy nhiệm mẹ đến giúp cha già. Trong giờ sau hết của thánh nhân, mẹ lại sai cả 1.000 thiên thần hầu cận mẹ tới giúp đỡ. Các vị đó hiện ra với thánh nhân, và để an ủi ngài hơn, các vị báo cho ngài cùng thánh nữ Anna biết Đức Nữ Maria đã được chọn làm mẹ đồng trinh ngôi lời nhập thể. Tràn đầy niềm tri ân, hoan lạc và yêu mến, Thánh Gioa-kim không nói nên lời, ngài trút hơi thở cuối cùng. Thánh nhân được 69 tuổi rưỡi. Các thiên thần đem linh hồn ngài vào u ngục. Như một sứ giả của Thiên Chúa, ngài báo tin cho các thánh về Đức Maria, mẹ đấng cứu thế muôn dân đợi trông, hiện đã sinh ra trên trần gian. Tất cả các thánh trong u ngục đều hết sức hân hoan, dâng lên Thiên Chúa nhiều khúc ca tán tụng. Trở về bên mẹ, các thiên thần thuật lại mọi việc đã xảy ra. Đức Maria liền cầu xin Chúa an ủi và hướng dẫn thân mẫu mình.
thánh nữ Anna cũng sai người đến nhờ nữ tiên tri Anna báo tin buồn cho mẹ biết. Với hết lòng khiêm tốn như là chưa biết gì, mẹ lên đền thờ dâng lời ca tụng Chúa và xin tùng phục Ngài trọn vẹn. Ngày tháng trôi qua trong những thử thách ta vừa đọc ở chương trên, tới khi mẹ lên 12 tuổi, một hôm thiên thần không hiện ra nữa, nhưng mẹ nghe tiếng họ nói với mẹ: "Kính thưa Đức Nữ Vương chúng con, thân mẫu của Đức Nữ sắp sửa ly trần. Thiên Chúa đã quyết định giải thoát người khỏi tù ngục thể xác để chấm dứt những lao nhọc và đau khổ của người." Tâm hồn của mẹ là một tâm hồn trắc ẩn hơn hết các tâm hồn phái yếu, nên không thể không xúc động. Mẹ sắp mình xuống ngay trước nhan Chúa, dâng lời cầu nguyện sốt sắng: "Lạy Đấng sáng tạo vũ trụ, lạy Vua muôn đời, dầu con chỉ là bụi tro và dầu con rất sợ đã làm mất lòng Chúa, con cũng cả dám bày giải tâm hồn con trước nhan Chúa. Mong Chúa chẳng khinh chê mẹ con nhỏ hèn đã từng tuyên xưng danh thánh Chúa. Xin Chúa đối thương người là nữ tỳ Chúa được nghỉ yên, người đã luôn luôn ước ao làm trọn thánh ý Chúa với niềm tin cậy vô bờ. Nguyện xin Chúa nhân từ quyền năng vô cùng ban sức mạnh cho nữ tỳ Chúa lúc tận cùng đời tạm giữ này, để được khải hoàn tới cửa cứu độ trường sinh." Thiên Chúa không rõ rệt trả lời cho mẹ, nhưng ngay đêm ấy Ngài ban xuống một ơn phi thường. Ngài ra lệnh cho các thiên thần hầu cận đem mẹ đến bên giường thánh nữ Anna. Một trong các vị đó đã thay chỗ mẹ bằng một thân xác mượn từ không khí tụ lại y như hình dáng mẹ. Khi đến bên thân mẫu trên giường hấp hối, mẹ hết sức kính cẩn hôn tay thân mẫu và thưa: "Mẹ rất yêu dấu, rất đáng kính của con. Xin Thiên Chúa nên ánh sáng và sức mạnh cho mẹ. Con xin chúc tụng Ngài đã ban cho con một an ủi lớn lao là được về đây. Xin mẹ ban phép lành cho con lần cuối." Sau đó mẹ dọn lòng cho thánh nữ Anna can đảm và tin tưởng đón nhận sự chết. Mẹ bày tỏ với thân mẫu rất nhiều suy niệm đầy an ủi. Một trong những suy niệm đó là: "Tất cả chúng ta đều phải qua cửa chết để vào cõi sống đời đời mà chúng ta mong đợi. Quả thật, lúc đi qua cửa ấy cũng rất khổ não, nhưng rất có công hiệu vì ta tuân phục như vậy để làm trọn thánh ý Chúa. Ngài là nguyên lý an toàn và an nghỉ, thụ tạo nhờ đau khổ ấy đền bù những quên lãng thiếu sót trong cuộc đời mình. Xin mẹ hân hoan đón nhận cái chết, chắc chắn mẹ sẽ được vào đoàn tụ với cha ông chúng con. Rồi ở đó cùng với các ngài, mẹ sẽ đợi chờ ơn cứu chuộc của đấng cứu thế sẽ đến. Niềm hy vọng chắc chắn sẽ an ủi mẹ." Thánh nữ Anna trả lời mẹ Maria một cách rất sốt sắng, xứng đáng cả mẹ cả con: "Con rất yêu dấu của mẹ. Mẹ cảm ơn con lắm vì lòng con tỏ ra với mẹ trong lúc này. Con biết đó, mẹ từng nuôi dưỡng con bằng cả con người mẹ. Tâm hồn mẹ hằng nhớ đến con luôn. Con hãy dâng lại cho Chúa ơn Ngài đã ban để phù hộ mẹ trong giờ phút này. Hãy xin Ngài giơ tay nhân từ vô cùng trên thụ tạo vô ích là mẹ đây, mà chúc lành cho mẹ lúc lìa đời. Bây giờ cũng như mọi lúc, mẹ chỉ trông cậy vào một mình Ngài. Phần con đừng lìa mẹ cho đến khi con khép mắt lại. Con sẽ côi cút, không còn ai giúp đỡ, nhưng con sẽ sống dưới sự bảo trợ vững chắc của Thiên Chúa toàn năng. Con đừng ra khỏi đền thờ trước khi các tư tế chọn cho con một bậc sống. Hãy cầu xin Chúa định đoạt về con theo thánh ý Ngài, và nếu Ngài muốn, Ngài sẽ chọn cho con một bạn đời thuộc chi tộc Judah, mưu duệ David. Con hãy phân phát cho người nghèo
phần tài sản cha con để lại cho con, và cả phần của mẹ nữa. Con hãy giữ kín bí mật đời con, và luôn luôn cầu xin Chúa sai đấng cứu thế của Ngài hứa xuống cho thế gian. Sau cùng, mẹ cầu xin Thiên Chúa nhân từ hàng nâng đỡ con và chúc lành cho con như mẹ chúc. Chính trong lúc nói với Đức Maria những lời đó, thánh nữ Anna cảm thấy sự chết đến gần kề. Bà dựa trên ngai ân sủng, tức trên cánh tay con rất yêu dấu của bà, và trúc linh hồn chói ngời vẹn sạch trong Chúa. Bà được dẫn xuống ô ngục ngay. Các vị tổ phụ, các vị tiên tri, các vị hiền nhân trong đó vui mừng nhận ra bà và đem hết niềm tôn trọng kính tôn bà. Bà là một phụ nữ bẩm tính cao thượng, hào hiệp, có một trí khôn minh mẫn trỗi vượt. Tâm hồn bà sốt sắng, nhưng cũng rất bình thản hiền hòa. Tầm vóc bà vừa phải, so với mẹ Maria, bà thấp nhỏ hơn. Khuôn mặt tròn và nước da bà trắng hồng. Cử chỉ lúc nào cũng đoan trang đứng đắn. Bà hưởng thọ 56 tuổi. Lên 24, bà kết hôn với Thánh Gioa-kim, chịu cảnh muộn màng hơn 20 năm. Năm 44 tuổi mới sinh ra Đức Nữ Maria. Sau đó bà sống 3 năm với con và 9 năm xa con khi con ẩn mình trong đền thánh. Theo lời trối, Đức Maria đã khép mắt cho mẹ mình khi đã khăn liệm xác mẹ xong. Đức Maria được các thiên thần đưa trở lại đền thờ. Chúa không để mẹ khỏi đau đớn tự nhiên trước nỗi buồn vĩnh biệt thân mẫu, nhưng nỗi buồn ấy lại nâng cao và thánh hóa mẹ. Mẹ cảm tạ Chúa vì tất cả những cách xử đãi nhân từ Chúa đã dành cho thân mẫu dấu yêu của mẹ. Tuy nhiên, mẹ vẫn không biết được là Chúa đã dành cho mẹ nhiều ngọt ngào hơn nữa vì ơn làm mẹ Thiên Chúa sau này. Thật vậy, Thiên Chúa đã đối thương lau sạch nước mắt tang chế của mẹ bằng một an ủi dịu dàng hơn cả. Từ khi Thánh Gioa-kim qua đời tới giờ, Chúa vẫn ẩn kín không hiện ra cho mẹ xem thấy. Cả các thiên thần cũng vậy. Nhưng lúc này, Chúa rọi vào bóng đêm tăm tối của mẹ một vài tia sáng rạng ngời. Dưới sức mạnh của ánh sáng và ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn mẹ ấy, mẹ nói với các thiên thần: "Các bạn trung tín, các vị thần hộ thủ, luôn tỉnh thức của tôi, khi nào mới rạng cảnh bình minh của ngày đẹp, ngày mà mắt tôi được nhìn thấy mặt trời công chính, là ánh sáng và là sự sống của tôi đây?" Các thiên thần trả lời mẹ: "Hỡi bạn hiền của đấng tối cao, đấng mà đức nữ say lòng đã gần đến, Ngài sắp xuất hiện." Ngay lúc đó, như bảo đảm cho lời họ, tấm màn che khuất họ rơi xuống. Mẹ lại nhìn thấy họ như 10 năm trước kia. Mẹ nói với họ: "Hỡi các thiên thần của Chúa, sao tôi lại đã không được nhìn thấy các bạn như vậy? Có phải tại lỗi tôi chăng? Xin nói cho tôi biết đi." Họ đáp lại: "Thưa Đức Nữ Vương cao cả, chúng con chỉ làm theo thánh ý Thiên Chúa. Khi Ngài không muốn cho Đức Nữ nhìn thấy Ngài, Ngài cũng không muốn cho Đức Nữ Vương nhìn thấy chúng con. Nhưng chúng con vẫn luôn kính cẩn hầu cận Đức Nữ. Tâm hồn nào Thiên Chúa đã bắn vào những mũi tên yêu đương của Ngài thì chỉ có thể an nghỉ trong Ngài. Cho nên, dầu đã nhìn thấy thiên thần, mẹ Maria vẫn khao khát thấy nhan Thánh Chúa. Mẹ kêu cầu: "Thầy Chí Thánh của tôi ở nơi nào? Khi nào Ngài mới cho tôi được chiêm ngắm? Xin các thiên thần cho tôi biết tôi có quá vô phúc làm phiền lòng Ngài cách nào không, để chút bụi tro hèn hạ này khóc lóc đau xót vì đã làm buồn lòng Chúa như vậy." Các thiên thần trả lời: "Những ai thật lòng tìm kiếm Chúa, nhất là khi tìm với nhiệt tâm nóng nảy như Đức Nữ, sẽ được Thiên Chúa đáp tình.
đức nữ sắp sửa được thấy Ngài rồi. Để chuẩn bị cho mẹ tiếp nhận ân huệ ấy, các luyến thần hầu cận mẹ khơi thêm những ngọn lửa yêu đương cháy trong trái tim mẹ. Trong những đợt lửa yêu mến nồng nàn bắn lên mỗi lúc một mạnh thêm đó, mẹ nói với họ: Hỡi các vị thần tối cao rất cần Thiên Chúa, xin cho tôi biết cái gì đã ngăn cản không cho tôi được hưởng thánh nhan Chúa. Nếu có phải lỗi tại tôi xin tu sửa. Nhưng nếu tôi đau khổ mà vui lòng Ngài, tôi xin sẵn sàng chịu đựng. Song nếu tôi không có sự sống, tôi sống làm sao được? Các thiên thần trả lời: Ai yêu mến Ngài nhiều, Ngài thường để cho phải khổ, để rồi an ủi họ dịu dàng hơn. Ngài rút lui đi để ban niềm vui chan chứa khi họ lại được gặp Ngài. Như vậy, linh hồn sẽ nên mới mẻ hơn, quý trọng và yêu mến kho tàng Ngài ban hơn. Chính vì lợi ích của đức nữ mà Thiên Chúa đã giấu nhan thánh Ngài, nhưng Ngài sắp sửa xuất hiện rồi. Quả vậy, ngay lúc đó Chúa đã hiện ra với mẹ Maria trong một thị kiến rất sáng láng, rất cao cả. Sắp mình dưới chân Chúa, mẹ thưa lên: Lạy Chúa khôn tả, Chúa đã nâng con sâu đất nghèo nàn này lên từ bụi tro. Xin Chúa đoái thương nhận lời con cảm tạ Chúa cùng với lời cảm tạ của triều thần Chúa, vì những ân lành Chúa đã đổ chan hòa trên con. Nếu con không bị thử thách nhỏ mọn này, nếu con không chịu nổi đau khổ mất cha mẹ như con đáng phải chịu, nếu con đã xa lìa thánh ý Chúa cách nào, nếu những việc con làm đã không hài lòng Chúa vì con quá thấp hèn, con nài xin Chúa tẩy rửa con, đổi mới con, để từ nay con được đẹp lòng Chúa và Chúa không bỏ con nữa. Thiên Chúa trả lời: Con cha rất yêu dấu. Nỗi đau khổ vì cha mẹ khuất đi, cũng như cảm thấy những nỗi khổ sở khác, không phải là lầm lỗi, nhưng là những hiệu quả tự nhiên của thân phận con người. Lòng con yêu cha hợp nhất con lại với ý cha, đã làm con xứng đáng được những ân sủng mới. Sự khôn ngoan của cha đã tiếp tục tạo nên ngày và đêm, trời trong xanh và bão tố, để linh hồn nhìn nhận rõ mà tiến lên vững chắc hơn trên đường thánh thiện, kiếm được nhiều công trạng hơn và đẹp lòng cha hơn. Chính vì lý do đó mà cha chậm tỏ mình ra cho con. Giờ đây con hãy phụng sự cha hoàn hảo hơn. Mẹ Maria ra khỏi thị kiến cách hoàn toàn bình thản và hoàn toàn mạnh mẽ. Mẹ tin cậy nơi Chúa với những khoái thú khôn tả lau khô nước mắt mẹ. Chính trong niềm cậy trong đó, tuổi thiếu thời của chim phượng hoàng rực cháy tình yêu Thiên Chúa được đổi mới để bay lên cao trong những miền thần tính bao la. Mẹ vút lên cao vời, khám phá được những kỳ diệu say mê không thụ tạo nào có thể hiểu được. Tâm hồn mẹ dâng lên niềm cảm tạ nồng nàn, những ca khúc tán tạ ca tụng vua vĩnh cửu. Đức khiêm nhượng và tất cả các nhân đức của mẹ tăng trưởng cân xứng với những hồng ân Chúa ban cho mẹ. Và lời cầu nguyện thường xuyên của mẹ là trong mọi sự đều chu toàn những gì đẹp lòng Chúa. Bây giờ, vào cuối năm thứ 12 cuộc đời mẹ ở trần gian. Lời mẹ huấn dụ. Hỡi con, khoa học cao cả nhất của thụ tạo là phó thác cho Thiên Chúa. Ngài biết rõ tại lý do nào Ngài đã sáng tạo nó, phải hướng dẫn nó như thế nào.
Ngài chỉ huy mọi biến cố để sinh lợi cho những ai tin cậy nơi Ngài. Ngài gửi tai ương để họ chịu đựng và sửa dạy họ. Ngài ban ân huệ xuống an ủi họ và làm họ linh hoạt. Ngài phấn khích họ bằng những lời hứa ban. Ngài ra uy với họ bằng những lời đe dọa. Ngài ẩn mặt để tăng gia những khát vọng mến yêu của họ. Ngài tỏ mình để tưởng thưởng lòng họ trung thành và tăng thêm những vẻ đẹp của đời sống họ bằng muôn hình nghìn vạn trạng ơn Ngài ban. Đó là cách Ngài đã đãi ngộ mẹ. Thấy mẹ yếu đuối, Ngài ban cho mẹ nhiều an ủi khi mẹ chịu thử thách. Kẻ thù xông đánh, thụ tạo bắt bớ, thân sinh ly trần, mọi người từ bỏ. Những ai không hiểu thấu sự khôn ngoan này, họ bỏ phí bao nhiêu là ân sủng. Cậy dựa vào chút khôn ngoan mù tối của mình, họ không được Thiên Chúa bảo vệ. Nếu nhờ những khôn ngoan nhục thể và ma quỷ, họ đạt được chút ước vọng nào mà đã ngờ mình được hạnh phúc, thực ra là gặp tai nạn. Họ đã theo khoái trá giác cảm, nâng uống chén thuốc độc, chết chóc làm mình phải phạt đời đời, ngay giữa những thú vui lừa lọc vì bỏ mất tình thân nghĩa với Thiên Chúa. Hỡi con hãy phó mọi lo lắng của con vào tay Chúa quan phòng. Ngài khôn ngoan và quyền năng vô cùng. Ngài yêu thương con hơn con yêu chính bản thân con. Ngài định ban cho con những ân huệ lớn lao hơn con có thể ước muốn rất nhiều. Nhờ lòng cậy trông không nao núng vào Ngài, con sẽ được thông phần hạnh phúc trời cao trong lương tâm bình thản. Nếu sóng gió cám dỗ và tai ương có vùi dập con cũng hãy cứ nhẫn nại cậy trông chịu đựng. Như thế sẽ không bỏ phí mất giá ân sủng làm hài lòng Thiên Chúa. Hỡi con, bài học này mẹ sẽ còn dạy đi dạy lại nhiều lần nữa. Nó vô cùng quan trọng. Đó là phải nhận biết và mến yêu Thánh Giá. Trong Thánh Giá, con sẽ gặp được ý Chúa và làm hài lòng Ngài. Nếu loài người không dạy cờ, họ sẽ biết ước ao Thánh Giá để làm đẹp lòng Chúa. Người tôi tớ tốt bao giờ cũng phải thích làm vui lòng chủ hơn lo tiện ích riêng của mình. Hàm Thánh Giá, họ sẽ thu được biết bao mối lợi. Thuốc chữa mọi tai ương của họ lại chẳng ở trong Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô đó ư? Những đứa con tội lỗi lại chẳng cần phải chịu đau khổ với người cha vô tội của chúng ư? Kỳ thể lại chẳng cần phải hòa hợp với đầu để hái lượm hiệu quả ơn cứu chuộc ư? Phải đau khổ với Ngài mới được hưởng phúc với Ngài. Hỡi con, muốn vui lòng bạn thánh, con hãy trang điểm bằng những châu ngọc đau khổ. Con hãy quý chuộng những đau khổ vì Thánh Giá hơn những êm thú của nâng niu. Được an ủi còn có thể pha lẫn tự ái. Chịu gian truân sẽ chỉ có tình mến Chúa tin rộng. Con hãy luôn luôn thành thật nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con đây, Chúa muốn con làm gì? Con hãy sẵn sàng luôn làm những gì đẹp lòng Chúa nhất và xa tránh những gì làm mất lòng Ngài. Con đừng coi một bất toàn nào là nhỏ cả. Không thể biết trước những phần thưởng Chúa dành cho những linh hồn chăm sóc tỉ mỉ như vậy đâu. Những phần thưởng ấy to lớn lắm. Chương 11. Kết mối lương duyên.
Khi được 13 tuổi rưỡi, Đức Nữ Maria đã phát triển đầy đặn cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhân đức và công nghiệp. Trong một thị kiến, Thiên Chúa ban bố một mệnh lệnh làm cho lòng mẹ tràn ngập bỡ ngỡ đau đớn. Chúa phán quyết với mẹ mà không một lời giải thích lý do: Con cha, con phải tìm một bạn đường cho cuộc đời con. Ôi, mệnh lệnh đó có thể nào phù hợp được với lời khấn khiết trinh mẹ đã đoan thệ với biết bao hạnh phúc, lời khấn mà mẹ thường luôn đoan thệ lại. Trái tim mẹ chỉ khăng khít với một mình Thiên Chúa, mà Chúa cũng đã từng long trọng nhận lời mẹ đoan thệ và nhận mẹ làm bạn tình trinh khiết đời đời. Cho nên mẹ chê bỏ mọi thụ tạo. Đối với mẹ, được lệnh phải kết bạn là phải chịu một hy sinh lớn lao hơn cả hy sinh của Abraham khi được lệnh phải sát tế con mình. Mẹ còn khăng khít với đức trinh khiết hơn tổ phụ Abraham khăng khít với Isaac nữa. Nhưng mẹ rất khôn ngoan, nên không phán đoán gì về mệnh lệnh rất trái ý làm mẹ phải ngỡ ngàng này. Dầu không còn gì để hy vọng, mẹ cũng cứ hy vọng. Mẹ thưa với Chúa: Lạy Chúa sáng tạo trời đất, Chúa là Chúa muôn loài, Chúa có thể làm cho con sâu đất nhỏ này, là con đây, tất cả những gì đẹp lòng Chúa, miễn là con không bao giờ lỗi phạm lời con đã đoan truyền với Chúa. Nếu không lạc xa thánh ý Chúa, một lần nữa con xin xác nhận lời khấn khiết trinh suốt đời con, chỉ nhìn nhận một mình Chúa là bạn đường của con. Xin Chúa giải thoát nỗi khổ sở con đang chịu vì yêu mến Chúa. Mặc dầu con xao xuyến và buồn sầu, lúc đó mẹ cũng quyết định vâng lời Chúa, một hành vi tuân phục anh hùng nhất đời mẹ từ trước tới giờ. Chúa phán với mẹ: Maria, con cứ an lòng, con phải nhẫn nại mới làm vui lòng cha. Cách thế nào hợp với ý con hơn cả, cha sẽ liệu cho con. Trở về với tình trạng thường xuyên, sau cuộc thị kiến ấy, mẹ tiếp tục nghĩ đến cả mệnh lệnh Chúa truyền, cả lời Chúa đoan hứa. Chúa dùng sự kiện này để mẹ tăng bội thêm những hành vi yêu mến, trông cậy, khiêm nhường, khiết tịnh và các nhân đức khác. Trong khi tâm hồn mẹ chìm sâu trong những xao xuyến ấy nấy đó, Chúa báo mộng cho Thượng tế Simeon, truyền ông phải tìm cho Maria một người bạn trăm năm, mặc dầu đó không phải là ý muốn của mẹ. Vị Thượng tế cao niên này liền xin Chúa chỉ định ai sẽ là bạn đường của thiếu nữ siêu việt ấy. Chúa truyền cho ông bàn việc này với các tư tế khác. Các vị đã hợp nhau bàn bạc và quyết định tìm cho mẹ một người trong hoàng tộc David theo quy định của lề luật, và xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết Chúa chọn người nào. Các ông chỉ định ngay một ngày triệu tập các thanh niên thuộc hoàng tộc David đang ở Jerusalem đến đền thánh để các ông lựa chọn. Vào đúng ngày đó, mẹ Maria lên 14 tuổi chẳng. Tuy nhiên cũng cần phải hỏi ý kiến của mẹ, nên thầy Thượng tế đi tìm mẹ mà hỏi xem sao. Trước câu hỏi khôn ngoan của thầy Thượng tế, gương mặt mẹ sáng lên một vẻ thẹn thùng trinh vẹn. Mẹ trả lời: Phần riêng con quyết định sống đời trinh khiết để hiến thân phụng sự Chúa trong đền thờ này trọn đời con. Nhưng thầy là đại diện của Chúa, thầy có quyền nói cho con biết con phải làm điều nào hợp với thánh ý Chúa nhất. Thầy Thượng tế Simeon trả lời: Hỡi con ước muốn thế nào cho hợp phán quyết Chúa? Phần thầy chỉ nói với con là hiện nay chúng ta đang mong đợi Chúa cứu thế. Không một thiếu nữ Israel nào lại không muốn kết hôn,
mặt khác, còn có thể vẫn tiếp tục phụng sự Chúa một cách trọn lành hơn được. Chúng ta sẽ nài xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết ai sẽ là người bạn trăm năm mà Chúa xếp đặt cho con. Cuộc thăm dò này xảy ra 9 ngày trước hôm các tư tế quyết định thực hiện tập hợp các thanh niên hoàng tộc David tại đền thờ. Trong khoảng 9 ngày đó, mẹ Maria luôn luôn đẫm lệ xin Chúa chu toàn thánh ý Ngài. Chúa hiện ra với mẹ và phán bảo: "Con cha, con cứ vững tâm. Cha sẽ chọn cho con một người bạn trăm năm rất đẹp lòng cha. Người đó không hề chống lại lời khấn khiết trinh của con, mà còn xác nhận nữa. Con sẽ không bao giờ thiếu ơn cha bảo trợ." Mẹ Maria trả lời cách khiêm nhượng: "Ôi Chúa yêu thương cao cả của con, Chúa từng biết rõ những nguyện vọng Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn con từ ngày con vừa hiện hữu. Xin giữ gìn con trong sạch hoàn hảo như con đã đoan thệ với Chúa. Xin Chúa đừng bắt con kết hôn nếu con sẽ phạm lỗi lầm nào trong bậc ấy. Trước hết, xin Chúa ban ơn hướng dẫn con thực thi thánh ý Chúa, mặc dầu con chỉ là một con sâu đất yếu hèn, một bụi tro vô ích." Rất nhiều lần mẹ cũng bồn chồn trao đổi chuyện vãng với các thiên thần hầu cận mẹ. Một hôm, các vị này thưa với mẹ: "Hỡi hiền thê đấng tối cao, xin đức nữ cứ yên lòng. Thiên Chúa chịu trách nhiệm về tất cả những gì liên hệ đến đức nữ. Ý định của Ngài bao giờ cũng lạ lùng. Thụ tạo chúng ta không bao giờ lĩnh hội được, nhưng chỉ phải tôn kính mà thôi. Nếu Chúa muốn đức nữ tôn thờ phụng sự Chúa trong bậc đôi bạn, đức nữ sẽ làm đẹp lòng Ngài trong bậc ấy hơn là làm phật ý Ngài trong bậc khác. Xin đức nữ cứ tin cậy vào nơi Ngài, chắc chắn Ngài sẽ dẫn đức nữ tới chỗ hoàn hảo nhất." Đức nữ Trinh rất trung tín Maria, ủy cho các thiên thần nhiệm vụ dâng lên Thiên Chúa niềm tôn kính phó thác thơ thảo của mình cho thánh ý quan phòng Ngài. Thời giờ thấm thoát qua đi, đã tới ngày các tư tế chỉ định. Ở Jerusalem bấy giờ có nhiều thanh niên thuộc hoàng tộc David cùng một huyết thống với mẹ. Họ được triệu tập tại đền thờ. Trong bọn họ có một thanh niên nghèo sinh quán tại Nazareth, vì gia cảnh sa sút nên đến cư ngụ tại thành thánh Jerusalem. Quý danh thanh niên đó là Giuse, bà con gần với đức nữ Trinh. Giuse khi lên 12 tuổi đã tuyên khấn giữ đức khiết tịnh trọn đời. Lúc này chàng được 33 tuổi, vẻ mặt tuấn tú, lộ ra một đức hạnh vô song. Chàng đã sống một cuộc đời rất trong sạch, không thể chê trách trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chính vì thế, chàng được đặc biệt triệu đến dự cuộc họp này. Mặc dù chàng không có một ước vọng kết hôn nào, chàng đến chỉ vì vâng theo mệnh lệnh của các tư tế. Các thanh niên cùng họp nhau lời cầu nguyện với các tư tế. Lúc đó, Chúa soi sáng cho Thầy Thượng Tế bảo họ mỗi người phải cầm một cành khô, cầu xin Chúa tỏ ý Ngài chọn ai. Biết đức nữ Maria là người có duyên sắc, có tài sản, nhất là có đức hạnh tuyệt vời, các thanh niên đó đều ước vọng được thành hôn với nàng. Chỉ có một mình Giuse là không đặt một mộng ước nào. Đối với đức nữ, chàng tôn kính còn hơn những người kia nữa. Chàng không muốn kết hôn và cũng tin mình chẳng đáng đẹp duyên với đức nữ. Chàng thầm tuyên lại lời khấn khiết tịnh và phó mình mặc thánh ý Chúa. Trong lúc mọi người cầu nguyện, cành cây của Giuse là cành duy nhất nở một chồi hoa. Một bồ câu lộng lẫy lại xuống đổ trên đầu chàng. Đồng thời có tiếng Thiên Chúa phán với chàng: "Giuse đầy tớ ta, Maria phải là bạn đời của con. Con hãy thận trọng kính cẩn cưới Maria, vì người có một đức thanh tịnh vẹn toàn. Con hãy thực hiện tất cả những gì người sẽ nói với con."
Trước quan cảnh lạ thường đó, các tư tế nhìn nhận ngay Giuse là người được Chúa chọn. Các vị cho gọi Maria đến. Mẹ xuất hiện cách đoan trang, nết na, nghiêm cẩn và nhất là oai nghi, bắt người ta phải cung kính hơn thiên thần. Các tư tế phối hợp đức nữ với thánh Giuse, một vị trượng phu thanh tịnh nhất, thánh thiện nhất trong nam giới của loài người. Sau đó, với một thái độ rất đoan chính và trầm tư, Đức Maria giả từ các tư tế và bà giáo Anna, xin họ chúc lành. Mẹ cũng xin lỗi tất cả các cô bạn cùng nhà. Cảm ơn mọi người vì tình nghĩa, vì ân huệ đã dành cho mẹ trong những năm dài chung sống. Tất cả những việc đó, mẹ làm một cách rất khiêm nhượng và cẩn trọng. Mẹ đã rất ít nói, nhưng đã nói lời nào là lời đó mang nặng ý nghĩa và tâm tình. Mẹ ra khỏi đền thờ lòng đau như cắt, vì tự nhiên mẹ không bao giờ muốn bỏ đền thờ. Rồi cùng với thánh Giuse, mẹ trở về Nazareth, nơi quê hương, nơi mẹ có một ít gia tài cha mẹ để lại cho. Tại đây, sau những thủ tục dân sự về kêu cưới, những cuộc thăm hỏi chúc mừng của bà con hai họ, những hân hoan của một tiệc cưới thanh đạm, đôi bạn mới rất thánh đã qua những ngày đầu tiên đoàn tụ. Theo thông tục Do Thái, những ngày đầu tiên này đôi bạn dành để hiểu tâm tính nhau, nhằm sống cuộc đời tương lai hòa hợp trong hạnh phúc lứa đôi. Một hôm, thánh Giuse thổ lộ tâm sự với bạn mình rằng: "Thưa đức nữ, tôi xin cảm tạ Thiên Chúa tối cao vì ân huệ trọng đại Ngài đã dành cho tôi khi chọn tôi làm bạn đường với đức nữ. Mặc dù tôi chẳng đáng với cuộc lương duyên này chút nào, tôi ước mong đức nữ giúp tôi để tôi đem lòng kính trực chứng tỏ lòng tôi tri ân và phụng sự Ngài. Tôi cũng muốn làm tôi tớ của đức nữ nữa. Tôi nghèo cả tài sản cả đức tính, nhưng sự tận tâm tận lực của tôi có thể đền bù cho đức nữ phần nào. Xin đức nữ cho tôi được biết ý đức nữ thế nào, tôi xin chu tất." Lúc đó, 1000 thiên thần hầu cận mẹ hiện ra, chứng kiến cuộc đàm đạo của hai người. Như mẹ cầu xin, Chúa vẫn để mẹ e sợ khi phải tiếp xúc với một đàn ông đơn độc nào. Mẹ tỏ niềm tôn trọng như Chúa muốn mà trả lời thánh Giuse: "Vâng, đúng vậy. Chúng ta phải tạ ơn Chúa đã chọn chúng ta để phụng sự Ngài. Phần tôi nhìn nhận mình mắc nợ Thiên Chúa uy nghi hơn hết mọi thụ tạo. Ngài đã ban cho tôi nhiều ơn gấp muôn ngàn lần hơn các thụ tạo. Ngay từ tuổi thơ, được Ngài soi sát, thúc bách, tôi đã đoan nguyện sống khiết trinh trọn đời để tận hiến cho Ngài. Ngài là bạn chí thánh của tôi thuộc trọn về Ngài. Tôi muốn thủy chung thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Thưa phu quân, ý muốn của tôi là xin Thầy giúp tôi tuân giữ trọn vẹn lời khấn này. Còn mọi điểm khác, tôi xin làm nữ tỳ trung thành với Thầy." Nghe mẹ Maria nói, thánh Giuse hân hoan khôn tả. Ngài đáp lời: "Thưa đức nữ, người đã tỏ ra quyết định thánh thiện của người với tôi như vậy, là đức nữ cũng mở cõi lòng đôi ta, cõi lòng mà tôi chỉ muốn bộc bạch với đức nữ. Sau khi đức nữ đã nói cho tôi biết lòng đức nữ rồi, tôi cũng nhìn nhận mình có bổn phận phải phụng sự Chúa hơn hết mọi người. Từ sớm lắm, Ngài đã gọi tôi chỉ yêu mến một mình Ngài. Khi lên 12 tuổi, tôi cũng được Ngài thúc đẩy tuyên khấn đức khiết tịnh vĩnh viễn như đức nữ. Hôm nay trước mặt Ngài đây, tôi xin đoan quyết một lần nữa để xác nhận lời khấn của đức nữ. Vậy đức nữ chỉ yêu mến Chúa, còn tôi xin đức nữ cứ nhìn tôi là anh em của đức nữ."
Tôi thề sẽ trung thành phục vụ đức nữ. Thiên Chúa trào xuống trên đôi bạn rất thánh ấy một nguồn an ủi khôn tả. Tất cả cuộc tiếp xúc đầu tiên của hai vị chỉ tóm gọn trong một lời là: chúng ta hãy chỉ yêu mến một mình Chúa. Thiên Chúa ban xuống cho Thánh Giuse một đức trong sạch mới, cho Ngài được tuyệt đối cai trị giác quan mình, để Ngài dấn thân hoàn hảo mà phục vụ bạn thánh. Ngoài ra, Chúa còn che phủ gương mặt mẹ một ánh lộng lẫy sáng láng, y như gương mặt mai sen ngày trước khi ông từ núi Sinai xuống. Ánh sáng thêm vào vẻ oai nghi khôn tả vốn có của mẹ, luôn luôn gợi cho người bạn đồng trinh của mẹ một niềm tôn kính cao vời. Thánh Giuse và mẹ Maria từ đó ý hợp nhất tâm tình tiến cao hơn trong niềm yêu mến Chúa. Đôi bạn đồng trinh chia gia sản Thánh Gioakim và Anna để làm lại ba phần: một phần dâng hiến vào đền thờ Jerusalem, một phần đem tặng người nghèo, còn một phần giữ lại để làm kế sinh nhai. Thánh Giuse quản lý chút tài sản nhỏ nghèo đó, còn mẹ Maria chỉ muốn lĩnh nhiệm vụ là nội trợ. Không bao giờ mẹ đi mua bán hay làm việc nào ngoài máy ấm gia đình. Thánh Giuse biết nghề thợ mộc, nên Ngài hỏi mẹ Maria xem mẹ có bằng lòng cho mình làm nghề đó để khỏi nhàn rỗi và kiếm chút tiền giúp người nghèo không. Mẹ rất vui lòng nói: Chúa muốn cho cả hai chúng ta sống đời nghèo khổ để giúp đỡ bên vực người nghèo. Xin Thầy cứ tiếp tục nghề thợ mộc. Sau đó đôi bạn tranh luận cùng nhau cách rất thánh thiện. Ông muốn tùng phục bà muốn tùng phục ông. Chẳng ai chịu là bề trên cả. Suốt cuộc, mẹ Maria thắng thế, vì mẹ vốn là người khiêm nhượng vô địch. Tự nhiên đàn ông phải làm gia trưởng, nên mẹ nhất định không bằng lòng cho trật tự chú quan phòng lập ra ấy bị đảo lộn. Mẹ đem hết lý lẽ nói cho Thánh Giuse phải vui lòng để mẹ vâng phục, và xin phép Thánh Giuse để mẹ giữ việc bố thí cho người nghèo khó. Nhờ một ánh sáng mới Chúa ban, trong những ngày đầu tiên đoàn tụ với mẹ, Thánh Giuse biết rõ tính hạnh, đức khôn ngoan hỏa hiếm, đức khiêm nhượng thẩm sâu, đức trong sạch khôn sánh, và toàn thể tất cả các nhân đức khác của mẹ, ngoài sự thánh cả ước lượng. Vì đó, thánh cả càng ngày càng ngây ngất thán phục, tâm trí phấn khởi hân hoan, trái tim bừng lên tình yêu nồng nhiệt. Thánh cả không ngừng ngợi khen và cảm tạ Chúa đã ban cho mình một bạn đường tuyệt vời, mặc dù mình không đáng được như vậy và không bao giờ dám mong ước như vậy. Khi đã lui ra một mình, mẹ được Chúa phán trong thị kiến rằng: con rất yêu dấu, con thấy cha giúp đỡ những ai yêu mến cha và trung thành với những lời cha hứa thế nào rồi. Con hãy sống thánh thiện hoàn hảo để đáp ứng tình thương của cha. Mối duyên lành của con với Giuse tôi tớ cha sẽ giúp con chu toàn bổn phận này. Con hãy tuân phục và chăm chỉ làm việc để an ủi Giuse. Đức nữ trinh Maria đáp lời Chúa: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã hướng dẫn cuộc đời con một cách khôn ngoan lạ lùng. Nguyện ước của con chỉ là làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa đối thương chúc phúc cho con, để con phục vụ ông Giuse theo ý Chúa muốn. Và trong vật sống mới này, con được luôn luôn thi hành những gì đẹp lòng Chúa hơn cả. Cách sống của mẹ thể hiện trong cuộc đời đôi bạn từng đã được vua Salomon tả rõ trong đoạn cuối của sách Châm Ngôn. Mẹ chính là phụ nữ đại đảm mà nhà vua ca tụng. Mẹ không hề bị lụy phục tính loài người yếu đuối và ác tính ma quỷ. Cuộc đời của mẹ là một hòa điệu dệt bằng kinh nguyện, việc làm, trật tự, bỏ mình và liên lỵ kết hợp với Chúa. Tuyệt đối khinh chê hết mọi sự vật trần gian, chóng qua và điên đảo.
Cứ thế, từ ngày mùng 8 tháng 9, ngày mẹ thành hôn, cho tới ngày ngôi lời nhập thể, mẹ cũng chỉ như thánh cả Giuse, hằng sẵn sàng đi vào công cuộc trọng đại có 102, là việc ngôi lời nhập thể cứu chuộc. Công cuộc mà Thiên Chúa đã đặt tuyển mẹ và thánh cả để thể hiện. Một điều mầu nhiệm là hai đấng được chính Thiên Chúa hướng dẫn để sống như vậy mà không hề hay biết. Lời mẹ huấn dụ. Hỡi con, phán đoán của Chúa rất bí nhiệm cao sâu, thụ tạo nào không thể nào dò hiểu được. Thụ tạo không được tìm biết những phán đoán ấy, song phải chấp nhận với một tinh thần, một tâm hồn khuất lụy hoàn toàn khiêm nhượng. Nếu không thấy có điều gì gây go, điều gì nguy hại trong việc thực hiện mệnh lệnh Chúa ban, buộc thụ tạo phải cậy trông ở Chúa với một niềm xác tín là Ngài không bỏ, nhìn biết thụ tạo nhưng để mang chiến thắng cho nó, miễn là nó luôn luôn cộng tác với ơn Ngài cứu trợ. Nếu còn muốn tìm xét, muốn hiểu rõ trước khi vâng lời, điều đó làm nhục cho oai quyền của đấng sáng tạo, đồng thời làm cho việc trở thành mất hết công trạng. Đó chính là luật mẹ noi theo khi Chúa truyền cho mẹ phải dấn thân vào bậc hôn nhân mà không hề hỏi Chúa vì lý do nào. Cần phải có cuộc hôn nhân này để giữ thanh danh cho mẹ và cho con chí thánh mẹ. Thế gian và Lucifer thoạt đầu không được biết đến mầu nhiệm ấy. Cả mẹ bây giờ cũng không được biết đến mục đích của cuộc hôn nhân này. Nên lệnh Chúa truyền gây cho mẹ một phiền sầu mà cho tới bây giờ mẹ chưa từng gặp. Mẹ có thể sầu não đến chết được nếu Chúa không thêm sức cho mẹ và gieo một vài hy vọng để mẹ luôn giữ được lời khấn khiết trinh ấy. Nhưng mẹ đã không hề dò hỏi về cách Chúa xử với mẹ. Mẹ đã tùng phục, sự tùng phục thắng được đau khổ của mẹ, nên rất đẹp lòng Chúa, và Chúa thưởng công mẹ gấp bội. Thế nên con phải hòa hợp mọi sự con biết là thánh ý của Chúa muốn con làm, và theo ơn Ngài soi sáng khi các bề trên chấp nhận. Mặt khác, không có bậc sống nào người ta lại không thể làm đẹp lòng Chúa. Cách mẹ xử sự lên án những ai vĩnh cớ là bậc hôn nhân không phải là bậc thực thi sự trọn lành. Mẹ đã sống dưới mái ấm nhà của bạn hiền mẹ, súc sắng y như ở đền thờ. Vì giàu đổi bậc sống, song mẹ không đổi tâm tình với Chúa. Trái lại, mẹ còn tăng thêm lòng yêu mến và tùng phục để chu toàn nghĩa vụ mới của mẹ. Chúa cũng hằng trợ giúp mẹ nhiều hơn và chiều theo ước muốn của mẹ. Những người ở bậc đôi bạn cũng sẽ nghiệm thấy lòng Chúa nhân từ như mẹ, nếu họ không lìa bỏ thánh ý Ngài mà theo ý riêng mình. Chúa có thể làm mọi sự, và ai hoàn toàn phó thác cho Ngài, đặt hy vọng nơi Ngài với một đức tin không bờ bến, cũng sẽ làm được mọi sự như vậy.